Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga dùng mưa UAV nhổ chốt phòng ngự Ukraine Nga liên tiếp phóng UAV mang chất nổ để tấn công chốt phòng ngự Ukraine tại tỉnh Zaporizhia, khiến đối phương thiệt hại nặng và phải bỏ vị trí, Dự án dữ liệu tình báo nguồn mở Deep States UA của Ukraine phân tích video được công bố hôm 8 tháng 11 cho thấy, chiến thuật tấn công mới của Nga nhắm vào các vị trí phòng thủ của Ukraine trong trận đánh cuối tuần trước. Trong trận đánh, bốn lính Nga tấn công chốt phòng ngự gồm nhiều chiến hào, công sự, hầm trú ẩn do 13 binh sĩ Ukraine phụ trách gần làng Piusne ở tỉnh Zaporozhye. Trong các trận tiến công, chốt phòng ngự trước đây, Nga thường sử dụng hỏa lực pháo binh bắn chế áp, sau đó bộ binh xung phong dưới sự yểm trợ của xe tăng thiết giáp. Lần này, lực lượng Nga áp dụng chiến thuật mới tận dụng tối đa máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV trong cuộc tấn công. Các chuyên gia của dự án cho hay, trong video, nhóm lính Nga tiếp cận chốt phòng ngự Ukraine dưới sự theo dõi của UAV đồng đội. Họ không vội xông lên mà để UAV mang thuốc nổ, quần thảo trên bầu trời nhằm xác định mục tiêu và lao xuống, Bốn người ở chiến hào đầu tiên, trong đó có một xạ dạ thủ súng máy đã không qua khỏi tại chỗ, phân tích của Deep State UA có đoạn. Các binh sĩ Nga kiểm soát chiến hào đầu tiên và tiếp tục tiến công tuyến phòng thủ phía sau dưới sự yểm trợ của UAV. Các UAV cảm tử liên tiếp lao xuống như một trận mưa hỏa lực với độ chính xác cao hơn nhiều so với đạn pháo, khiến ba binh sĩ Ukraine không qua khỏi và những người còn lại phải rút lui, tạo điều kiện để phân đội Nga kiểm soát chốt. Tổng cộng, 7 lính Ukraine không qua khỏi, phía Nga không chịu tổn thất nào về nhân mạng và giành được gần 1 km phóng tuyến. Không thể xác định chi phí cho 8 chiếc UAV được lực lượng Nga sử dụng. Không thể chế trách đơn vị phòng thủ, họ đã chiến đấu và cản bước đối phương đến những giây phút cuối cùng, nhóm phân tích cho hay. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về video này. UAV FPV là phi cơ điều khiển từ xa, bằng tay cầm và bộ thiết bị đeo trên đầu, giúp người sử dụng có góc nhìn chân thực giống như là đang ngồi trong buồng lái máy bay. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. Phạm vi hoạt động của chúng là khoảng 15 km tùy thuộc vào kích thước tải trọng. Chiến thuật tập kích bằng UAV FPV có thể gây ra tác động lớn về tâm lý với binh sĩ đối phương do họ gần như không thể biết chúng sẽ tấn công từ đâu. Đó là lý do mà binh sĩ trên chiến trường giờ đây phải cẩn trọng hơn khi di chuyển cũng như xem xét lại những vị trí từng được coi là an toàn hầm hào, hố cá nhân vốn được xem là nơi ẩn nấp tương đối an toàn trước đạn pháo, nhưng cũng không còn hiệu quả trước những flycam có thể bay lơ lửng trên đầu và thả lựu đạn chính xác, hoặc UAV FPV mang thuốc nổ lao thẳng xuống mục tiêu. Đây là lý do khiến Nga và Ukraine thường xuyên đăng video tập kích bằng UAV FPV, nhằm gia tăng sức ép về tâm lý với binh sĩ của đối phương. Samuel Bendes, chuyên gia về UAV tại Trung tâm Phân tích Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ, nói. Ukraine nói không có máy bay mang tên lửa siêu thanh Kinza ở Crimea. Không quân Ukraine cho biết không có máy bay chiến đấu nào của Nga có khả năng mang tên lửa siêu thanh không đối đất Kinza ở bán đảo Crimea. Yuri Inas, phát ngôn viên không quân Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với tờ Pravda hôm 10 tháng 11 cho biết, có một số máy bay MiG-31 ở Crimea nhưng là phiên bản BM. Chúng không thể mang tên lửa KH-47 Kinza những máy bay này được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công bằng nhiều loại tên lửa khác nhau. Ông cũng lưu ý rằng các máy bay MiG-31K có thể bay từ các sân bay khác để thực hiện tuần tra hoặc tấn công. Tuy nhiên, sự khác biệt duy nhất là thời gian tiếp cận. Hôm 18 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các máy bay chiến đấu của Nga được trang bị tên lửa Kinza sẽ thường xuyên tuần tra không phận ở khu vực Biển Đen. Ngay sau đó, loạt hình ảnh vệ tinh đã tiết lộ Moscow đã triển khai 4 máy bay chiến đấu MiG-31 tại sân bay Belbex ở Sevastopol. Trước động thái của Nga, phía Ukraine tuyên bố bước đi này chỉ làm leo thang căng thẳng. Về cơ bản, chúng không thay đổi bất cứ điều gì đối với lực lượng Ukraine. Pinza là tên lửa siêu thanh được thiết kế để phóng từ trên không và có thể đạt tốc độ Mach 10 gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Điều này khiến tên lửa cực kỳ khó khăn đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Kinza có chiều dài 6m, đường kính thân là 0,8m, trọng lượng khoảng 2,5-3 tấn với khối lượng đầu đạn mang theo 500kg. Tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Tên lửa chủ yếu được thiết kế để mang trên máy bay ném bom Tu-22M3 và tiêm kích đánh chặn MiG-31K. Kinza trang bị một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn tầm bay 2.000 km. Trung tá Nga bị bắn không qua khỏi ở tỉnh Vyansk, nhóm chiến binh khét tiếng của Ukraine đứng sau vụ ám sát. Vào ngày 9 tháng 11, xe chở ông Sergei Shaty, trung tá cơ quan an ninh liên bang Nga FSB, bị bắn ở tỉnh Vyansk của Nga. Các chiến binh thuộc quân đoàn tình nguyện Nga chiến đấu cho Ukraine từng mang thiết giáp đột kích nhiều tỉnh biên giới của Nga hồi tháng 5, được cho là đứng đằng sau vụ ám sát ông Shaty theo hãng tin Pravda của Ukraine, kênh Telegram Baza của Nga có tham khảo các nguồn tin riêng, nguồn tin từ Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine và Quân đoàn Tình nguyện Nga RVC đã xác nhận vụ tấn công. Theo đó, một số kênh Telegram của Nga viết rằng, những cá nhân không rõ danh tính đã bắn vào một chiếc ô tô của lực lượng biên phòng ở tỉnh biên giới Bryansk của Nga, khiến một trung tá SSB không qua khỏi. Theo Baza, vụ tấn công diễn ra ở ngoại ô, làng Ulista tỉnh Bryansk. Khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 11, các đối tượng không rõ danh tính đã dùng súng tự động nổ súng, sau đó bỏ trốn. Trung tá Sergei Sati, phó cục trưởng cục hậu cần của SSB đã không qua khỏi tại chỗ. Vào đêm ngày 10 tháng 11, RVC đã đăng một tuyên bố trên mạng xã hội, trong đó nói rằng nhóm tình báo và phá hoại RDK đã phục kích thành công xe vận tải của Nga, Prian, đồng thời công bố một video về vụ việc sẽ sớm được đăng tải. Một nguồn tin từ Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận vụ tấn công. Điện Kremlin, Ukraine không thể giành chiến thắng trên chiến trường Điện Kremlin cho biết đã đến lúc chính quyền Ukraine phải nhận ra rằng họ sẽ không thể giành chiến thắng trước Nga trên chiến trường. Đã đến lúc họ, chính quyền Kiev nhận ra rằng họ sẽ không thể giành chiến thắng trên chiến trường. Họ nhận ra điều này càng sớm thì các điều kiện cho một giải pháp hòa bình sẽ được tạo ra càng sớm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm mùng 10 tháng 11. Bình luận của người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc thỏa hiệp là không thể chấp nhận được đối với Kiev và ông hy vọng sẽ có những thay đổi tích cực trên chiến trường đối với Ukraine vào cuối năm nay. Tổng thống Zelensky và chính quyền Kiev đang vô cùng kỳ vọng vào những thành công quân sự trên chiến trường. Họ đã cam kết với các nhà tài trợ. Những cam kết trước đây của họ vẫn chưa được thực hiện. Các nhà tài trợ lo lắng và bắt đầu lên tiếng, ông Peskov nói. Theo đó, ông Zelensky buộc phải lên tiếng để thuyết phục các nhà tài trợ rằng những thành công này sẽ đạt được, ông Peskov nói thêm. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, điều quan trọng nhất đối với Nga là đạt được các mục tiêu của mình. Trong trường hợp không có điều kiện giải quyết bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Peskov nhấn mạnh. Tổng thống Zelensky hôm 9 tháng 11 tuyên bố, để chấm dứt xung đột, Ukraine sẽ yêu cầu Nga khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, khôi phục quyền và sự tự do của công dân Ukraine và giai đoạn tiếp theo sẽ là khôi phục công lý. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh việc khôi phục chủ quyền là nguyên tắc chính để chấm dứt giai đoạn xung đột nóng bỏng. Mọi chuyện sẽ kết thúc trong hòa bình. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện tại Nga không mong muốn điều đó và tưởng tượng ra thế giới theo cách của họ. Ông Zelensky không chỉ trích những lời kêu gọi ngừng bắn, song nhắc lại quan điểm rằng Nga sẽ không từ bỏ chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được mục tiêu. Gần đây, truyền thông Mỹ đưa tin các đồng minh của Ukraine dường như đang thúc giục Kiev đàm phán với Nga do cuộc phản công của họ không đạt được kỳ vọng. Sau gần 21 tháng chiến sự nổ ra, tiên tuyến giữa Nga và Ukraine gần như không thay đổi quá nhiều kể từ cuối năm ngoái. Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, những ý kiến kêu gọi Ukraine đàm phán có thể là những bên về cùng phe với Nga và muốn Moscow tạm dừng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công, thậm chí còn lớn hơn nữa, nhằm về phía Kiev. Trong giai đoạn đầu cuộc xung đột, hai bên cũng đã đàm phán, nhưng hoạt động này đã đình trệ hơn một năm qua do hai nước đặt ra những điều kiện tiên quyết quá khác biệt. Nga nhiều lần tuyên bố điều kiện tiên quyết để hòa đàm là Ukraine phải xóa bỏ sắc lệnh trên và công nhận thực tế mới về lãnh thổ. Nga sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Moscow tiếp tục sát nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk hồi cuối năm theo hình thức tương tự. Khó khăn bủa vây đại sứ Mỹ ở Nga Nhiệm kỳ đại sứ Mỹ của bà Lynn Tracy tại Nga đối mặt với nhiều thách thức, khi quan hệ hai nước lao dốc xuống mức thấp nhất nhiều thập kỷ. Khi đại sứ Mỹ Lin Cheney trình quốc thư tại Điện Kremlin hồi tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích Washington trong buổi lễ truyền hình trực tiếp, cáo buộc Mỹ châm ngòi xung đột Ukraine. Khoảnh khắc đó khiến Cheney hiểu công việc mới của bà sẽ khó khăn đến mức nào. Quan hệ giữa Mỹ và Nga hiếm khi căng thẳng như hiện tại kể từ thời kỳ đỉnh điểm trong chiến tranh lạnh. Sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu, cấm vận dầu và áp giá trần để ngăn Moscow duy trì cuộc chiến. Trong khi đó, Nga cáo buộc phương Tây châm ngòi xung đột khi mở rộng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về phía đông. Mối quan hệ Mỹ-Nga giờ trong tình trạng rất khó khăn. Nó đã xấu đi rất nhiều do chiến sự, Tracy nói. Một tuần sau khi Tracy bắt đầu vị trí đại sứ hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi cho bà công hàm yêu cầu đại sứ quán Mỹ ngừng can thiệp công việc nội bộ của Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các nhà ngoại giao Mỹ không cố gắng chiêu mộ đặc vụ để gây ảnh hưởng nhằm gieo rắc bất hòa trong xã hội Nga và kích động biểu tình chống phá nhà nước. Hai tuần sau, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Tracy để phản đối việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, yêu cầu Washington và NATO ngừng can thiệp xung đột Ukraine. Bà Tracy đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần kể từ đó, đặc biệt sau khi bà lên án bản án 25 năm tù dành cho nhà báo Vladimir Karamuza, người mang hai quốc tịch Nga và Anh. Karamuza bị bắt với cáo buộc chống lệnh cảnh sát, phát tán thông tin sai lệch về quân đội Nga và phản quốc sau khi ông này có những phát ngôn phản đối chiến dịch của Nga ở Ukraine. Các quan chức Nga đã thể hiện rõ sự khó chịu đối với Mỹ Hồi tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov nói rằng cuộc đối thoại với Đại sứ quán Mỹ rất khó khăn vì có rất ít khía cạnh hai bên có thể đồng thuận. Đấu khẩu, công kích, bất bình với nhau hiện là chuyện bình thường. Chúng tôi đụng độ cả công khai và đằng sau hậu trường, ông Ryakov nói. Tuy nhiên, ông ghi nhận việc bà Tracy là nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm làm việc với Nga. Bà từng là nhân viên hợp đồng trong bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Mỹ tại Liên Xô vào cuối những năm 1980. Sau đó bà đảm nhận chức vụ Phó Phái đoàn Ngoại giao Mỹ năm 2014 đến 2017. Bà từng làm cố vấn cấp cao về Nga tại Văn phòng các vấn đề châu Âu và Á-Âu tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Gần đây nhất, bà là đại sứ Mỹ tại Armenia, nước từng thuộc Liên Xô. Dù vậy, các nhiệm vụ ngoại giao cơ bản như đảm bảo số lượng nhân sự tại đại sứ quán hoặc đơn giản là đi thăm các địa điểm tại nước Nga lại là thách thức trong bối cảnh hiện nay. Những đòn trục xuất nhân viên ngoại giao đáp trả nhau giữa Moscow và Washington đã khiến cho số lượng nhân sự suy giảm. Tracy không tiết lộ cụ thể số nhân viên hiện tại của Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Nga. Sau người tiên nhiệm John Sullivan hồi tháng 5 năm 2022 cho biết họ còn khoảng 130 nhân sự, số lượng thấp hơn rất nhiều so với 1.200 người năm 2021. Gần một nửa số người còn lại là lính thủy quân lục chiến Mỹ, phụ trách bảo vệ sứ quán và các nhân viên an ninh khác đại sứ Tracy cũng cảm thấy khó có thể ra ngoài gặp gỡ người dân Nga, điều mà bà luôn xem là phần quan trọng trong công việc. Bà nhớ khi còn làm phó trưởng phái đoàn ngoại giao, bà đã đi thăm rất nhiều nơi như là Saint Petersburg, Vekili Novgorod, Chekatenburg, Perms, Chelyabin, Vladivostok, đảo Sakhalin và Chakos. Sau những chuyến đi như vậy, giờ đây rất ít và khó tiến hành. Trong khoảng một năm qua, người Nga đã càng trở nên khó khăn với các nhân viên sứ quán Mỹ trong cả các chuyến thăm chính thức và đi lại cá nhân, theo Tracy. Một người phát ngôn của Đại sứ quán nói rằng bà Tracy không chịu những lệnh hạn chế đi lại sau những nhân viên sứ quán phụ trách kết nối hoặc là người hỗ trợ bà trong chuyến đi bị hạn chế. Họ cần được Bộ Ngoại giao Nga chấp nhận để ra khỏi bán kính 40 km từ Điện Kremlin và những yêu cầu đi lại thường bị từ chối. Nhân viên ngoại giao Nga ở Mỹ cũng đối mặt với những hạn chế tương tự. Các nhà ngoại giao Mỹ cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận công dân Nga bị giam giữ. Chính phủ Mỹ đã cáo buộc Nga bắt giam sai trái hai người, gồm phóng viên Will Tristaner, và doanh nhân Paul Swellen, người đang thụ án 16 năm tù vì tội gián điệp. Bà Tracy nói rằng tình hình đang được cải thiện, ít nhất là đối với Greskovic, người đang bị giam chờ xét xử ở nhà tù Lefotovo tại Moscow tới ít nhất ngày 30 tháng 11. Bà cho biết hiện có thể tiếp cận Geskovic mỗi tháng một lần, tuy nhiên bà chỉ trích động thái bỏ tù hai công dân Mỹ của Nga. Tôi nghĩ điều đáng buồn là chúng tôi thấy Nga đang đối xử với những công dân bình thường như những con tốt trong một trò chơi của họ. Nhưng với những người này, đây không phải là trò chơi mà là cuộc sống, bà nói. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc rằng Nga chơi trò chính trị với người Mỹ vô tội và cố tình nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ. Peskov nói rằng Nga áp dụng các biện pháp phù hợp với những người vi phạm luật pháp. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow tuân thủ hệ thống pháp luật đối với người bị bắt giam, bất kể quốc tịch của họ. Khi những căng thẳng giữa hai nước leo thang, nhiệm vụ lớn nhất của Chelsea là giữ cánh cửa đối thoại luôn mở. Giới quan sát cho rằng điều này nói dễ hơn làm, Việc trục xuất nhân viên ngoại giao cấp thấp của cả hai bên đã trở nên tương đối phổ biến trong những năm qua, đôi khi cả Mỹ và Nga đều triệu hồi đại sứ của họ về nước. Mỹ từng rút đại diện ngoại giao khỏi Moscow vào năm 1980 sau khi Liên Xô can thiệp quân sự ở Afghanistan. Nga cũng từng triệu hồi đại sứ ở Washington sau các cuộc không kích của Mỹ vào Iraq năm 1998 và sau khi Mỹ cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử tổng thống năm 2020 duy trì kênh đối thoại là một trong những ưu tiên cao nhất của chúng tôi bà nói chúng tôi muốn giữ nó để đảm bảo chúng tôi không hiểu lầm nhau và có những tính toán sai lầm